Boston 7:30 đến 9:30 sáng, New York 8:30 đến 10:30 sáng, Cali 5:30 đến 7:30 sáng, Paris 2:30 đến 4:30 chiều, Sydney 11 tối đến 1:30 sáng. Con là Nguyệt. Thành kính đảnh lễ Chí Tôn Đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay Chủ nhật ngày 10 tháng Giêng năm 2021, Phật lịch 2564. Bài học hôm nay giáo trình thắng pháp Abhidhamma. Thì theo giác đẳng biên soạn bài 56 thuộc tánh trực tánh. Kayuchukata trực tâm Chittuchukata sẽ do thượng tọa giác đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh thượng tọa minh hạnh đọc kinh để Tam Bảo. Một bút thai nhé. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải. Vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Thưa Thầy, sa thú lành Thầy, chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Chương trình hôm nay, giáo trình thắng pháp Abhidhamma, bài 56, thuộc tánh, trực tâm. Chúng con cũng thỉnh thượng tọa Tế Sư từ bi diễn nhập bài học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Xin hỏi quý vị cũng nghe được chúng tôi không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính lễ Tam Bảo Đức Phật Giáo Pháp tăng chúng. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị. Thuộc tánh tịnh hảo có 25 thứ, trong đó 19 thuộc tịnh, thuộc là tịnh hảo biến hành, là những thuộc tịnh luôn luôn có mặt ở trong chính một tâm tịnh hảo. Chúng ta đã học xong hết 17 thuộc tánh tịnh hảo biến hành. Hôm nay chúng ta còn hai cái thuộc tánh cuối cùng nữa là Kayuchukata và Chittuchukata.
hay gọi là chánh thân chánh tâm, nên từ xưa gọi là như vậy. Nhưng mà trên từ mới thì được gọi là trực tánh trực tâm. Chỗ chú có nghĩa là ngay thẳng, chính giữ những cái thuộc, hai cái thuộc tích này nó có chức năng trợ duyên cho các cái tâm sở hay là tướng trình quẩn trùng sanh có cái tính ngay thẳng, không có cong queo. Trong khi tâm bất thiện thì cái thái độ tham hay sân hay si, cái thái độ đó nó làm cho biết cảnh một cách méo mó, không có trung thực. Ở đây tâm tình hảo nó có đặc tính trung thực, là do nhờ có trực tính trực tâm. Đó là chúng ta nói về cái đặc tính của hai cái tâm sở này theo Paramattha, tức là theo pháp chân đế. Nhưng để hiểu rõ hơn thì chúng ta sẽ nói rộng cái ý nghĩa này. Và hôm nay chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Giác Đẳng giảng sư của môn Thắng Pháp. Sẽ trình bày. Và bây giờ trước tiên thì xin mời cô Lương Diệu Nguyệt đọc cho chánh kinh của bài học, sau đó sẽ cùng thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải. Nam mô Bổn Thầy. Lành thay cho mình kính tri ân Thượng Tọa Tế Siêu đã giảng nhập cho bài học. Bây giờ thì con xin được đọc phần chánh văn. Giáo trình Thắng Pháp, bài 56, thuộc tánh trực tánh. Ca Chukata trực tâm, chính tự Chukata. Hai thuộc tánh này được Ngài tình sự dịch là chánh thân và tâm. Ý nghĩa thì không khó hiểu, nhưng về cách dùng từ thì cần nhiều cân nhắc. Đối với những người đã quen với chữ dịch trước kia thì ngay cả âm đọc cũng khó thoải mái. Nói chính xác, trực tánh trực tâm là gì? Từ ngữ Uchukata có nghĩa là thẳng thắn, chánh trực, không quanh co. Theo cách nói, theo bình diện rộng thì không cần bàn cãi nhiều. Nhưng khi nói đây là một thuộc tánh tịnh hảo biến hành thì có vẻ như khó hiểu. Ngay cả khi dùng chữ chánh, được hiểu như chân chánh thì lại càng khó hiểu. Người học cần cố gắng phân biệt giữa trạng thái vĩ mô và cách nói đại loại. Cách nói theo bình diện rộng
trực tánh, trực tâm, theo cách nói vĩ mô. Trực tánh, trực tâm là hai tố chất khiến tâm pháp mang tánh trực tiếp, thẳng thắn, không quanh co. Tệ thí dụ như trong thời đại, người ta rất bận rộn, mà thì giờ lại hạn chế, thì trong cách nói hay biểu đạt không dài dòng, lung khởi, mà thường đi thẳng vào cái gì, muốn nói một cách chính xác, trực tiếp, thẳng thừng. Tâm pháp thiếu tố chất này thì quanh co, lấp lửng, không đối diện trực tiếp được. Có thể nói, giống như vai trò của một người có trách nhiệm điều hành một công ty, cần dám nhìn thẳng vào những vấn đề cần cải thiện, chứ không phải là che giấu cái xấu hay chỉ biết ca ngợi cái tốt. Trực tánh, trực tâm, nói theo bình diện rộng. Thành thật, thẳng thắn, không gian xảo là một số pháp được đề cập trong kinh Tạng liên quan tới chánh trực. Trong kinh Từ Mẫn, Metta Sutta, Sutta Nipata, Đức Phật dạy một người muốn phát triển từ tâm cần có một số đức tánh căn bản, trong đó có chánh trực. Dám nhìn thẳng chấp nhận sự thật hay sách chắc là đức tánh cần thiết, không phải chỉ như một thứ đạo đức, mà là khả năng nhìn vào sự thật. Dù sự thật không thoải mái, để thấy rõ, biết rõ và nhận thức chân thực. Trong luận đàm, nếu một người thường lòn lách, trường uống như con lươn, thì khó đào sâu vào lẽ thật của vấn đề. Những người không chấp nhận sự thật rất khó giác ngộ sự thật đặc biệt. Những người không chấp nhận sự thật rất khó giác ngộ sự thật, đặc biệt là khả năng vượt lên trên ngã chấp. Ngữ và nghĩa. Mặc dù chánh trực, mặc dù chữ chánh trực có thể dùng để dịch chữ Uchukata, nhưng nếu dùng chữ chánh như chánh tánh, chánh tâm, thì khó áp dụng cho trường hợp nói theo vĩ mô, như ý nghĩa thuộc tánh. Ở đây nên hiểu là sự trực nhận, đi thẳng vào vấn đề, xử lý trực tiếp hơn là quan niệm chánh tà. Nên cẩn thận, chữ chánh thường mang hai ý nghĩa, thí dụ chánh tinh tấn có thể hiểu là nỗ lực chân chánh và nỗ lực đúng cách. Chữ chánh trực cũng có thể được hiểu như vậy. Trong ngôn ngữ hàng ngày là cá tính ngay thẳng, không xu nịnh, không gian dối. Chữ trực trong thuộc tánh, trực tâm, chỉ cho xử lý trực tiếp, không né tránh, đơn thuần chỉ có vậy. Minh họa, hình ảnh minh họa hôm nay có hai hình ảnh, một hình phân chia 52 thuộc tánh và một hình ở bài 56 thuộc tánh, trực tâm. Điều đã nói và điều sắp nói. Bài học trước là thuộc tánh thuần tâm. Bài học tiếp theo sẽ là thuộc tánh chánh tật ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Chánh văn bài học đến đây đã chấm dứt. Chúng con cũng thỉnh thần thời Đức Đẳng từ bi thuyết giảng bài học. Nam mô Bích Thai nhé. Kính đại lễ chư tổ tiểu siêu, đại lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đọc thuộc tánh sau cùng của 19 thuộc tánh tịnh hảo biến hạnh. Cũng giống như là tất cả những cái thuộc tánh mà chúng ta đã học về tịnh hảo biến hạnh, tức là 17 thuộc tánh trước đây, thì bất cứ tâm nào gọi là tâm tịnh hảo thì đều có trực tánh và trực tâm. Ngài Tịnh Sử thì trước kia người dịch là chánh thân và chánh tâm. Và khi hồi chúng tôi còn nhỏ đó, thì chúng tôi học giống như là một câu thoại vậy đó. Tịnh khinh du
thích thuần chánh. Vậy thưa quý vị, chữ chánh mà chúng tôi không xài ở tại đây, bởi vì hai lý do. Một là chữ chánh ở đây không có nghĩa là chân chánh, hay theo cái nghĩa gọi là đạo đức, mà ở đây tức là trực tiếp, thẳng, không quanh co. Cho nên chúng tôi dùng chữ trực, trực tánh, trực tập. Nhưng mà nếu nói theo cái đó hồi xưa chúng tôi học ở Tịnh Khinh Nhu Thích Thuần Chánh thì nghe nó dễ đọc hơn là mình nói Tịnh Khinh Nhu Thích Thuần Trực. Cái gì thì cũng là thói quen thôi. Thưa quý vị, chữ trực tiếp hay là thẳng thắn đi ngay vào vấn đề thôi, nó không có hẳn là mang tính đạo đức, mà đơn thuần là mình đối diện một cách trực tiếp với sự việc, không có né tránh. Đó là cái đặc tính của trực tánh trực tâm. Chúng tôi có đưa ra cái thí dụ là ví dụ như là bây giờ chúng tôi làm trụ trì cho một ngôi chùa, thì ở trong cách làm việc không phải là khi chúng tôi làm việc chúng tôi chỉ muốn làm cái gì tốt, còn cái gì không tốt thì bỏ ra. Nhưng mình đã làm trụ trì rồi thì những gì cần phải cải thiện thì mình cứ cải thiện. Nó tốt cũng phải nhìn trực tiếp, mà nó xấu cũng phải nhìn trực tiếp. Mình né tránh thì rồi cũng vậy thôi. Bởi vì sao vậy? Tại vì nói cho cùng thì tốt và xấu nó đều là vấn đề cần phải biết hết. Dĩ nhiên là chúng ta không có quen lắm và phải nhận rằng sâu kín trong tâm tư của chúng ta đó, thì thường hay có cái vấn đề là né tránh sự thật. Ví dụ như là cho quý vị qua khi chơi chúng tôi một chút. Tôi lấy ví dụ, là có một người không hiểu rõ vấn đề, khi mà được người khác hỏi đó, thì người này thay vì đi thẳng vào vấn đề, thì người lại nói quanh co việc này việc kia. Hay là chúng ta ngán làm cái gì đó, thì chúng ta từng cách chúng ta né việc đó đi. Cái đó gọi là không dám nhìn thẳng, không dám đối diện. Đôi khi có những người lại nhờ người khác làm giúp, tại vì mình ngại việc đó. Như bản thân của chúng tôi đó, thưa quý vị, chúng tôi bị một cái dị ứng là chúng tôi rất là ngại trả đồ. Ví dụ mình mua cái gì ở Mỹ, mình mua xong mình không xài được, hay nó sai thì mình có thể đem trả lại. Nhưng không biết tại sao, chúng tôi nhỏ lớn, chúng tôi ngại trả đồ lắm. Và đôi khi có những việc cần phải trả đó, thì chúng tôi hay nhờ một vài người quen giúp giục, đưa cái biên lai và đồ cho họ đến họ trả.
Thật ra có nhiều người họ tưởng đâu là có lẽ chúng tôi bận, chúng tôi không đi được. Nhưng mà thực sự không phải vậy. Chúng tôi cảm thấy trả đồ lại nó có cái gì đó. Thì cái đó là một cái thái độ không có đối diện thẳng với việc đó. Đó. Nó do lý do này, lý do khác. Người ta ngại không đối diện thẳng. Thật ra chữ Uchukata nó cũng có nghĩa là nhìn thẳng, đối diện, trực tiếp, không né tránh. Đó là ý nghĩa của chữ trực tánh và trực tâm. Chứ tôi không dùng chữ chánh ở đây đó. Nó còn có một điều nữa là đôi khi chúng ta quan niệm rằng chúng tôi sẽ hỏi quý vị có còn nghe chúng tôi nói được không? Dạ. Đôi khi thưa quý vị, chữ chánh nó mang ý nghĩa đạo đức. Dạ, ví dụ như là nó là chánh hạnh, chánh trí. Chữ chánh có nghĩa là mang tới cái đạo đức. Nhưng mà riêng về chữ chánh ở đây nên hiểu đó là một cái gì trực tiếp. Thái độ trực tiếp nhìn thẳng này, nó là một ở trong những tố chất mà khiến cho các cái tâm pháp đồng sanh đó cùng đối diện với sự thật. Có thể có những người họ không có biết Phật pháp, họ không đặt nặng vấn đề luân lý đạo đức, nhưng mà trong công việc, ở trong đời sống hàng ngày thì sự việc như thế nào thì họ dám đối diện với nó và họ không có né tránh. Cái đó là ý nghĩa của chữ trực tánh trực tâm. Pháp đề riêng ở trong kinh Tạng thì thưa quý vị lại có rất nhiều điều được đề cập, mặc dù không mang tên trực tánh trực tâm. Thí dụ như quý vị thấy trong những thuộc tánh phần thảo thì không có pháp chân thật. Tuy vậy cái trực tánh trực tâm nó là một cái điểm chính khi được định nghĩa dạ. Dạ, bây giờ quý vị nghe được không hả? Xin hỏi quý vị nghe được không? Dạ. Cái chữ chánh trực mà trong kinh Tạng đề cập đến trong đời sống hàng ngày đó là một người thành thực, không có gian xảo, không có giả dối. Nhưng mà ở trong đời sống tu nó lại có một cái
điểm mà Đức Phật Ngài dạy gọi là Uchupatibano. Uchupatibano chúng ta dịch là trực hạnh. Dạ, đến trực hạnh. Trực hạnh có nghĩa là đi thẳng vào vấn đề, đi thẳng vào việc tu tập. À, khi mình tu thì mình cứ đi thẳng về tu đi. Ví dụ như là bây giờ chúng ta biết tâm của chúng ta bị phiền não, bị căng thẳng, thì nếu mà chúng ta tu theo cái hạnh gọi là trực hạnh, chúng ta có trực hạnh thì chúng ta sẽ đối diện với cái căng thẳng đó theo cách nào mình có thể hiểu được, mình có thể nhận ra được, và mình tìm một cách đối trị với sự căng thẳng đó. Nhưng có những người nói là cái đó khó quá, bắt kêu phải đối diện với nó thì khó quá. Bây giờ tôi muốn tìm một cách khác. Thí dụ như học về thư pháp, ví dụ như uống trà, ví dụ uống rượu, hay là một cái gì khác đó, tập trung vào cái đó để không phải đối diện với điều này. Thì thưa quý vị, nó giống như là một người mà uống thuốc thuốc tán. Hồi nhỏ chúng tôi uống thuốc ngoại cộng tán hay đậu thủng tán, thay vì uống thẳng, vừa phải nhét vào trong trái chuối để ăn vậy đó. Thì cái đó là một cách đi vòng. Cái đi vòng này đó thì nhiều lúc thì nó cũng có giúp được. Nhưng mà với người tu Phật, một trong những cái đặc tính đó là đối diện trực tiếp. Uchupatibano hay trực hạnh. Khi mà chúng ta đọc vào trong kinh Đại Niệm Xứ hay là kinh Niệm Xứ, thì chúng ta thấy có những cái mệnh đề như là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán trong tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, hay là lấy thân quán thân, lấy thọ quán thọ, lấy tâm quán tâm, lấy pháp quán pháp. Mình cần biết về thân thì cứ nhìn thẳng vào thân, cần biết về cảm thọ nhìn thẳng vào cảm thọ, chứ phải là mình dùng cái kia hiểu cái này, dùng cái này hiểu cái kia, không phải như vậy. Thật ra thì khi mà chúng ta nói về quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, nó tương tự như là chúng ta nghe người ta nói gì về ông A và B, thay vì mình đủ cái can đảm mình trực tiếp, à, người ta nói anh làm việc đó, anh nói như vậy, anh có nói không? Không. Cái này thì chúng ta không dám, chúng ta rất là ngại. Nhưng mà chúng ta đi hỏi phòng phòng, hỏi ông C và D, hỏi ông A là sao, hỏi người này kia là sao, chúng ta không chịu đi thẳng về người đó. Thì cái cách mà đi lòng vòng đó, nó hoàn toàn đi ngược lại với cái cách hướng dẫn về tu tập, về chánh niệm. Ở trong chánh niệm, mình muốn quán thân thì lấy thân để quán thân, hay là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Cái đó gọi là trực hành, hay là một cách làm việc trực tiếp. Thế ví dụ như người ta thường có cách nói mà người Việt Nam mình hay nói chuyện đó, thay vì khi mình nói chuyện mình đi một đề tài rồi đó, chúng ta đi thẳng vào đề tài, chứ ta không đi thẳng, chúng ta đi con co tới lui rồi gọi là lung khởi, một hồi rồi chúng ta mới chịu nói về vấn đề, rất là mất thời giờ. Thì một cái thái độ mà đi thẳng vào vấn đề đó, nó rất có lợi, là khi chúng ta có đủ can đảm đối diện với vấn đề thì chúng ta dễ dàng để giác ngộ sự thật. Những người mà thường ngụy biện giả dối đó, những người đó rất là khó để tu tập. Bởi vì sao? Họ luôn luôn né tránh.
Ở trong kinh có ba trường hợp mà chúng ta được nghe đó, là một vị Bồ Tát hành Ba La Mật thì các ngài có một cái pháp Ba La Mật gọi là Satchaparami, tức là tôn trọng sự thật, cho dù là sự thật đó là sự thật đau lòng, sự thật mình không thích như vậy, mình không thoải mái, nhưng mà mình tôn trọng sự thật. Chúng ta cũng nghe là Đức Phật ngài có đề cập một cách gián tiếp là một vị tỳ kheo sống mà có những cái phiền não như là giả dối, hay là sống như một người ăn trộm, để ăn trộm dựa vào cái thế quanh co hiểm trở để mà thoát thân. Thì có những người một vị tỳ kheo tu tập giống như người ăn trộm, tức là mình quanh co, mình không có dám thành thật nhận cái gì mình đúng mình sai. Ví dụ như là bây giờ thì chúng ta phải nhìn nhận một điều là mình là nhà sư, thì đáng lẽ đó là mình nên dành nhiều thời giờ để lo cho cái chuyện học pháp và hành pháp. Nhưng bây giờ chúng ta không thích học pháp hành pháp, chúng ta thích lo chuyện thế sự. Thì bây giờ có Phật tử hỏi thì hay là chính mình nói là mình phải có cái trách nhiệm với quê hương, với dân tộc, với cuộc đời, với này kia, mình có đủ cái chuyện hết. Nhưng mà nếu mình thực sự mình muốn có trách nhiệm thì mình đâu cần phải làm gia sư làm gì. Thật ra ngay cả đôi khi quý vị thấy là Đức Phật ngài ban hành những giới luật mà chúng ta không giữ được, thì chúng ta nhìn nhận đó là chúng ta không giữ được thôi, chứ không cần phải biện hộ phải nói này nói kia, tại vì mình giữ không được. Thì cái đó đó là trực tiếp đối diện với sự thật. Và một người mà có khả năng đối diện với sự thật thì lúc mà người đó tu tập quán về vô thường, khổ, vô ngã, v.v. thì vị này cũng dám đối diện trực tiếp mà không có né. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ đó, vào trong chùa có nhiều vị học Phật pháp đó, chỉ thích học cái gì mà mình cảm thấy thoải mái. Ví dụ mình thích đọc chuyện cổ tích, hay là thích đọc thơ, nhưng mà lại không có thích về thắng pháp, Abhidhamma. Học cái môn đó thì người ta nói giống như khó đúng như cơm bụi. Nhưng mà thưa quý vị, khi chúng ta đi học ở trường á, thì dù cái môn mình thích hay không thích cũng phải học hết. Cái kiến thức tổng quát đòi hỏi như vậy. Không để tôi thích văn mà tôi thích toán, hay là tôi thích về toán, tôi không thích về ngôn ngữ chứ hả? Mình không có làm như vậy, mà mình phải đối diện. Bởi vì cái đức tính Uchupatibano trực hành rất là quan trọng. Bây giờ, một trong những lý do mà chúng ta không có dám nhận ra sự thật, chấp nhận sự thật, trực tiếp nhìn sự thật, là bởi vì cái ngã tính, bởi vì cái sự bao che bản ngã, chúng ta trong biện hộ. Ở trong một bài kinh tên là Ratana Sutta, chúng ta gọi là kinh Châu Báu, thì Đức Phật có đề cập đến những cái đặc tính ưu việt của Phật, của Pháp, của Tăng. Và ở trong đó đó có một cái đặc tính của một vị Tu Đà Hoàn, một vị Thánh Tu Đà Hoàn. Bậc Thánh Tu Đà Hoàn dù vô tâm phạm lỗi bằng thân, lời hay ý, cũng không hề khuất lấp, thật xứng danh hiền thiện. Nguyện do chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Một cái đặc điểm của vị Tu Đà Hoàn là không bao giờ chối, không bao giờ che đậy, không bao giờ khuất lấp những lỗi của mình.
Vị này không có hoàn hảo, từ mới vị thánh tu đầu quần thôi. Nhưng mà nếu vị này có làm lỗi thì vị nhận là làm lỗi, không hề chê đậy. Nhận là mình làm lỗi. Cái cuộc sống ngày nay đó, nó làm cho con người thường là che đậy những cái khuyết điểm của mình. Cái mình không biết, mình không nhận là mình không biết. Cái mình sai, mình không nhận mình sai. Cái mình không hoàn hảo, mình không nhận không hoàn hảo. Bởi vì né tránh sự thật đó, khiến cho chúng ta không trực tiếp đối diện với sự thật, nhìn nhận sự thật và thoải mái với sự thật. Chúng ta không thoải mái sự thật giống như là mình không thoải mái khi mình uống thuốc vậy. Có nhiều vị đệ tử Phật ở trong đó nổi đổi tiếng nhất á, có là câu chuyện của Hoàng Phi Khê Ma. Khi mà vị này còn là một Hoàng Phi ở trong cung của vua Bình Sa Vương, là một người có nhan sắc rất đẹp. Nghe người ta nói về Đức Phật mà hỏi những người chung quanh Đức Phật dạy gì, thì có người nào đó nói với Hoàng Phi là Đức Phật ngài dạy rằng cái sự thật là cuộc sống này dù đẹp dù xấu, nhất là cái thân thể này, nó là của tứ đại hợp thành, có những cái thể trượt tóc lông móng răng da vân vân và bất tịnh. Thì khi bà nghe nói về bà dị ứng thì bản thân là một người rất là yêu chuộng sắc đẹp, yêu chuộng ngoại hình, mà nghe nói như vậy bà mặc cảm. Cho đến về sau này nhà vua dùng một cái phương thức đặc biệt để đưa bà đến chùa Trúc Lâm, và Đức Phật cũng phải dùng một phương thức đặc biệt để bà có thể ngộ ra cái tính vô thường. Và sau đó bà xuất gia trở thành một vị thánh ni đệ nhất trí tuệ ở trong hàng thánh ni. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà chúng ta không có dám đối diện trực tiếp với sự việc đó, thì chúng ta hay rơi vào trong tình trạng là đi quanh co. Chúng ta thường bị như vậy. Giống như một người mà họ làm bị gì sai mà người khác nói thì họ không dám nhìn nhận, mà họ phải chối quanh. Cái đó là cái mà chúng ta thường rất là nhiều. Vì vậy trong Phật Pháp thì nói rằng một người mà giác ngộ sự thật là người dám nhìn vào sự thật, dám nhìn trực tiếp. Sự thật ra thế nào thì nhận ra như vậy. Và đối với sở hành của mình, cái gì mình nói thế nào mình làm như vậy, làm thế nào nói như vậy. Và khi mà chánh trí được thắp sáng thì vị này sẽ sống thoải mái với sự thật. Cái gì vô thường thì nhận là vô thường, cái gì khổ nhận là khổ, cái gì cả nhận là vô cả, cái gì bất tịnh nhận là bất tịnh. Chúng ta không trốn quanh việc đó. Thì cái đó là một cái tính mà chúng ta gọi là đặt tiếng cười là trực tánh trực tâm. Chứ tôi muốn lưu ý tất cả một việc, đó là ngày nay đó, con người chúng ta sống thì chúng ta hay thích cái nhãn hiệu. Chúng tôi ở chùa của một gia đình đó, họ rất là thích xe Honda. Cái gì Honda cũng là nhất. Một số khác thì thích Toyota, cái gì cũng Toyota là nhất. Nhưng mà trong những cái tờ báo như Consumer Report thì nếu chúng ta đọc thì chúng ta thấy rằng cái vấn đề không phải là hiệu, chỉ cái hiệu nó có một phần, nhưng mà còn có đời xe, còn kiểu xe nữa. Ví dụ như có một vài chiếc Toyota cũng có vấn đề,
và có một vài chữ của Honda cũng có vấn đề. Chúng ta thì chỉ thích cái nhãn hiệu thôi. Và ở Phật giáo cũng bị một chuyện đó là tông phái. Bên Phật giáo Nam Tông thì dựa trên Tam Tạng Pali, thì nếu mà có một cái sự phân hóa đó thì nó chỉ là cái quan niệm về tổ chức tăng gia. Thí dụ như ở Thái Lan có Thammayut Mahanikaya chẳng hạn. Nhưng Phật giáo Bắc truyền được thì thường hay rơi vào trong tình trạng là chuộng cái tông phái. Ngày xưa thưa quý vị, như là chúng ta nói về Thiên Thai Tông hay là Pháp Tướng Tông, Hoa Nghiêm Tông v.v. Hiện tại bây giờ thì ở Việt Nam chúng tôi quen với quý thầy. Thưa quý vị, người ta cũng có một cái khuynh hướng là đặt nặng về cái sơn môn, chẳng mình tụ dòng Liễu Quán đời thứ mấy, hay là cổ sơn môn Lục Hòa Tăng v.v. Nhưng mà kỳ thật thì một cái tông môn nó không nhất thiết là mình tốt, nó hẳn là mình tốt, mà nó chỉ là cái nhãn hiệu thôi. Ở sơn môn nào cũng có người tốt người xấu, cũng có người giỏi và người dở. Nhiều khi người ta quá nặng vấn đề cái danh nghĩa, người ta không đi trực tiếp vào vấn đề, và do vậy nó cũng giống như là một người mà sống luôn luôn chạy theo đồ hiệu nhưng mà thiếu đi cái tính thực dụng. Thực dụng nó có cách trực tiếp. Có lẽ vì vậy ở trong Phật giáo Bắc truyền có một cái tông phái gọi là Thiền Tông. Chúng tôi nghĩ rằng Thiền Tông là một cái tông phái mà gây ra nhiều tranh luận. Nhưng mà có một câu của Thiền Tông đó, nó rất là hợp với cái gì mà chúng ta đang nói. Đó là trực chỉ chân tông, kiến tánh thành Phật. Thì trong cái câu kiến tánh thành Phật á, có nghĩa là thấy rõ cái pháp thực tướng để mà giác ngộ. Nhưng mà trực chỉ chân tâm ở đây được hiểu đó là một cái nhìn thẳng mà không có đi vòng vòng. Bởi vì Thiền Tông có đôi khi người ta gọi là đi vào tình trạng cực đoan thôi, bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền. Thì chúng tôi nghĩ là cái cách nói đó đôi khi nó cũng mạnh quá. Nhưng mà khi mà chúng ta có nhiều cái buông xung quá đó, thì nhiều khi cái cuộc sống chúng ta chỉ là bề ngoài, chỉ là cái tên gọi, chỉ là cái danh nghĩa, chỉ là nhãn hiệu, mà chúng ta không đi thẳng vào sự việc. Bây giờ ví dụ như là chúng ta học trong lớp Phật Pháp này, mình ngồi mình bàn về tông này phái kia, về vị này hay vị kia dở v.v. Cái đó là cách mình đi, gọi là chúng ta đi đi vòng vòng ở ngoài. Nhưng mà chúng ta học mà trực tiếp á, thì chúng ta học trực tiếp vào trong tam tạng kinh điển, vào trong chánh tạng. Mà trực tiếp hơn nữa là chúng ta học thẳng về lời dạy Đức Phật, không phải qua cái qua các vị tổ sư, qua vị này vị. Mà như vậy cái đức tánh gọi là trực tiếp nhiều lúc nó rất cần. Khi mình mà nói chuyện với ai đó mà hai bên đều đi thẳng vào vấn đề thì rất dễ nói thôi. Rất dễ nói nếu chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Còn nếu mà chúng ta nói chuyện mà chỉ biết nói quanh co, không chỉ đi thẳng vào vấn đề thôi, thì cứ nhiều khi nói cả buổi nó không có, nó chẳng nhầm, chẳng tốt vào đâu hết. Vì vậy cái chuyện mà đối diện trực tiếp
đi thẳng vào vấn đề. Cái đó chúng ta gọi là cái ý nghĩa của chữ Uchukata. Mở đây nó có hai thứ đặc tính gọi là trực tánh, trực tập. Thực ra thì một cái kinh nghiệm sống mà chúng ta thấy rất là thực tế ngày hôm nay đó, là càng ngày người ta càng thấy rằng cái chuyện đi thẳng vào vấn đề đó, nó đỡ mất thời giờ cho mình và người khác. Khi chúng tôi còn nhỏ thưa quý vị, người ta hay viết thơ, thơ tay đó. Và một người mà biết viết ấy, thì họ viết nó, thơ nó không quá ngắn, không quá dài. Và đôi khi có những người họ viết thơ 3-4 trang giấy mà chúng ta đọc, nó chỉ có thể gom lại một vài câu đáng để ý thôi. Nhưng mà càng ngày người ta liên lạc càng nhiều hơn. Họ phải học cách viết email, họ phải viết text message. Và một trong những cách đỡ mất thì giờ đó là đi thẳng vào vấn đề. Quý vị thấy rằng trong cuộc sống chúng ta có nhiều khi gặp những người nói chuyện nó rất là dài dòng. Thay vì cái việc đó mình nói chuyện trong ba là mình hiểu nói gì rồi, vì tôi biết mấy chục câu mình mới hiểu người ta nói cái gì. Thì càng ngày á, cái thói quen đó càng mất đi, người ta bỏ đi, tại vì nó không hợp với cuộc sống. Như vậy thì cái tính chất trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đó, nó không nhất thiết được quan niệm theo đạo đức ở đây, mà nó chỉ là một cái phương thức hữu ít nhất, tốt nhất để đào thẳng vào, đi thẳng vào. Nếu chúng ta không thể đi thẳng vào sự việc đó, đối diện với sự thật, đối diện với vấn đề, thì thưa quý vị, chúng ta thực sự có vấn đề. Thật ra khi mà nói về đặc tính biến hành của những tâm tịnh hảo ở trong 19 đặc tính đó, thì có hai đặc tính không thể thiếu, đó là trực tâm, trực tánh và trực tâm. Lỗi quý vị, trực tánh và trực tâm. Cái khả năng nhìn thẳng, đối diện trực tiếp, cái khả năng đó cho phép chúng ta tiếp cận vấn đề một cách nhanh chóng, một cách thỏa đáng hơn là đi chung quanh. Chứ tôi không nói là hoàn toàn 100%. Có nhiều khi, có những trường hợp lung khởi nó cũng hay. Như ví dụ mình nói chuyện, nhiều khi mình nói vòng vòng đi vấn đề. Nhưng mà cách nói mà đi thẳng vào vấn đề, nó là một cái đức. Một cái đức rất là tốt. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ có đọc sách của Nguyễn Lê đó. Cụ có đề cập đến những cái đức ở trong văn. Ví dụ như sự trong sáng là một cái đức ở trong văn. Thì một ở trong những điều của gọi là cái đức ở trong văn đó, là cái khả năng trình bày đi thẳng vào đề tài. Có nhiều người họ quen cái cách nói là nói dông dài, nói cả buổi, cả bao nhiêu trang giấy, nhưng mà lại không có chịu đi thẳng vào. Nếu họ đi thẳng vào thì đỡ mất thời giờ cho mình và cho họ. Thì ở đây thưa quý vị, cái đức mà gọi là đi thẳng vào vấn đề, nó không cần phải hiểu được là luân lý và đạo đức, mà đơn giản nó là một đức tịnh hảo. Và hơn thế nữa, đây gọi là tịnh hảo biến hành, đức có mặt ở trong tất cả các tâm tịnh hảo. Thì như vậy, hôm nay chúng ta nói về hai cái thuộc tánh sau cùng của 19 thuộc tánh tịnh hảo biến hành. Nghĩa là những thuộc tánh này có mặt ở trong tất cả, ở trong tất cả tập tịnh hảo. Chúng tôi rất là ngại phải nói điều này, là khi mà giảng bài học ngày hôm nay đó, chúng ta thường bị lấn cấn để nói theo phương diện vĩ mô và nếu nói theo bình diện rộng. Nhưng mà chúng ta phải rất rõ
ở trên phương diện vĩ mô được. Nó không có nghĩa là mang cho cái đạo đức như gọi là chánh trực hay là can trực hay là thẳng thắn. Mặc dù trên phương diện bình diện rộng đó, thì chúng ta nói nhiều đó. Trên bình diện rộng đó, thì sự chánh trực, cương trực, ngay thẳng, thành thật đều là những điều mà liên quan đến trực tâm và trực tánh. Nhưng mà trên phương diện vĩ mô thì chúng ta nên hiểu đơn thuần là đây là hai thuộc tánh khiến cho các danh pháp đồng sanh, tức là thọ tưởng hành thức, đều đối diện thẳng, đối diện trực tiếp với sự việc, với vấn đề. Thì đó là vài điều chúng tôi muốn trình bày trong cái bài học ngày hôm nay. Và không biết giờ này dường như thượng tọa Tế Siêu không có mặt, không còn có mặt ở trước máy. Quý vị có thấy thượng tọa Tế Siêu không vậy? Nếu quý vị không thấy thượng tọa Tế Siêu, dạ vâng, thượng tọa Tư Quyền ơi, thượng tọa Khoan Hỷ nói cho vài câu được không? Sau khi thượng tọa nói vài điều thì sẽ chúng ta sẽ đi qua phần thảo luận. Quay lại thượng tọa Tư Quyền không có mặt trong này. Sư Quyền Thông ơi, Sư Quyền Thông có thể nói cho vài câu không? Ô, dạ thấy thượng tọa Tư Quyền rồi. Xin kính thỉnh thượng tọa Tư Quyền. Xin lỗi Sư Quyền Thông. Kính thỉnh thượng tọa Tư Quyền. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Thưa đại chúng, được nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Từ Tri Sư Minh Thông cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Hôm nay chúng ta nói tới cái phần mà thuộc về cái tâm thuộc tính trực tánh và ở đây chúng ta gọi là cái thay có từ gọi là kaya chukata hay là chitta chukata, tức là nói về chánh thân và chánh tâm á. Thì tôi đã đang chuyển qua cái từ để cho chúng ta dễ nhớ, tức là trực tánh là ca yu chukata và trực tâm tức chánh thân chánh tâm là chitta yu chukata. Khi chúng ta nghe nói cái chánh thân, chánh tâm thì chúng ta nó thuộc về, cũng như là ở trong cái này nó thuộc về sở hữu tịnh hậu. Ở đó chính là như chúng ta vừa đã nghe giảng, nếu về vấn đề cái tâm mà nó không quanh co, tức là tâm không có nói như thế này, nói như thế kia, chúng ta đã dùng cái chữ chánh thì là phải là cái điều gì mà nó đúng đắn, cái điều gì mà nó tốt đẹp cho thân hay là tâm. Cũng như thế thì trực tánh trực tâm là cái yếu tố mà đúng như vậy đó, nó rất là thẳng thắn và nó rất là đúng đắn, nó rất là ngay ngắn. Và bây giờ thì trong cái đời sống bình nhật của con người mình á, nó luôn luôn là nó thay đổi của tâm. Nếu chúng ta có tu thiền á, thì mọi việc nó được một cái cách, tức là nó luôn luôn được, nó được cái chánh thân chánh tâm. Còn nếu chúng ta không, hay là cái tâm của chúng ta được an trụ, tâm của chúng ta được mát mẻ, nó nhẹ nhàng, thì chúng ta tục chỉ chánh thân chánh tâm. Chứ nếu như cái tâm mà chúng ta nó vọng động, nó phóng dật do
phiền não do tham, do sân, do si nó phối hợp thì chắc chắn là chúng ta không thể nào có được một cách thuộc về cái chánh thân hoặc chánh tâm được. Bởi vì làm cho cái tâm nó được ngay ngắn, làm cho tâm nó được tốt đẹp, làm cho cái tâm nó được vi tế, nó được thành tựu tốt đẹp thì cái nó chỉ có khi nào mà tâm được chánh niệm, hay tâm được an trụ, hay tâm được kiểm soát, hay tâm được có một cái sự thọ trì. Như thế thì tất cả chúng ta thấy nó rất là quan trọng ở trong cái đời sống của mỗi con người. Người ta nói dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thức mà đo lòng người. Tại sao như vậy? Bởi vì tâm con người nó rất là phiền não, nó rất là gian dối, nó rất là quờ quạng mà chúng ta không có thể nào mà định vị được. Cho nên nói như vậy thì chúng ta biết là cái tâm của mình nó phải ngay ngắn, nó phải tốt đẹp. Và cái điều đó thì chứ chúng ta không nghĩ một chuyện đơn giản, nó cấp độ xa hơn nữa, có nghĩa là tâm không có bị phiền não nó chi phối. Đây là cái điều quan trọng để được một cái chánh thân chánh tâm nó ngay thẳng và nó đúng đắn, nó tốt đẹp. Tâm của người đệ tử cần phải tự dạy dỗ mình, tự thu thúc mình, tự kiềm chế mình thì điều đó mới được tốt đẹp. Cái tâm mình nó buồn, cái tâm mình nó chán nản, cái tâm mình nó thất vọng, cái tâm mình nó u bi, nó sầu khổ u não, cái đó cũng là cái tâm chưa có được chánh thân, chưa có được chánh tâm. Cho nên dù cho là cái tâm mình á, nhiều khi mình im lặng chắc người ta tưởng đâu là không có chuyện gì, nhưng đều ở trong sóng nó rất là nguy hiểm, nó rất là động. Cũng như mặt biển á, thấy nó yên lặng về cái mặt biển, nhưng ở dưới cái cuồn cuộn nó xoáy, thì cũng vậy, nhìn cái tâm con người mình thấy nó yên, nó không có nói ra lời, nhưng điều mà mang một như một bầu tâm sự te tua thê thảm trong đó, cái nhớ, cái thương, cái ghét, cái giận, cái buồn phiền, cái nhớ thương những cảnh quá khứ, những cảnh hiện tại, những cảnh ước vọng tương lai vân vân, đều là một hình thái của kiếp chúng sinh, nó là như thế. Cho nên để có sự duy trì, để có sự diệt trừ những cái gì mà bất cảnh quá khứ thì những cái đó nó phải là tâm của mình tập cho nó thẳng thắn, nó tốt đẹp. Ở đây nói như thế, và thường cũng như chúng ta bất cảnh quá khứ hay chúng ta ước vọng tương lai, nó sẽ suy như thế này, nghĩ như thế nọ, nhưng điều nó không bằng những gì mà hiện thực chúng ta đang cảm thụ, đang cảm thọ đây. Đây là một điều quan trọng. Nhưng tâm của mình nếu muốn tương lai nó tốt đẹp thì ngay bây giờ chúng ta phải có một cái dùng cái chánh thân chánh tâm, tâm của mình nó ngay, nó thẳng, thì sự thật muôn đời vẫn là sự thật. Còn cái mà dao động, cái mà bị lung lay, cái mà không vững vàng thì chắc chắn rằng chúng ta ước vọng tương lai nó có như thế nào đó thì nó cũng đều sẽ là những cái sự đau khổ nó dồn và nó đẩy tới thôi. Cho nên Phật dạy rất là hay, nó không có truy tìm về quá khứ, không có ước vọng về tương lai, ngay lúc này chúng ta biết kiểm soát, ngay lúc này chúng ta biết trân quý nó, để tâm của mình, sửa cho tâm của mình từ chính cái chánh, từ trong cái niềm khởi hay là cái chetana của chúng ta đó, cái tâm ý của chúng ta đó được ngay, được thẳng thì cái chánh thân chánh tâm nó sẽ được thể hiện. Nếu như chúng ta chetana chúng ta đưa đến sầu bi khổ u não thì không thể nào hiện khởi chánh thân chánh tâm. Tâm của chúng ta, dĩ nhiên nếu tâm chúng ta vui vẻ, tâm chúng ta bất cảnh tham ái thì cũng không có chánh thân chánh tâm hiện khởi. Tâm của chúng ta bình yên, tâm của chúng ta nhẹ nhàng, tâm của chúng ta nó được tốt đẹp thì đó chính là
chúng ta sẽ thực hiện được, làm cho cái chánh thân chánh tâm, cái tịnh, cái sở hữu tịnh hảo này, cái yếu tố tịnh hảo này nó được khởi sanh, cái yếu tố tịnh hảo này nó được sẽ nảy mầm, yếu tố tịnh hảo này nó sẽ được nảy nở. Cũng như mình có tập suy nghĩ tốt về người, chất chất là tâm của mình phải giữ vững cái tâm tốt thì mới suy nghĩ tốt về người. Tâm của mình phóng dật thì mình sẽ bị phóng dật. Cũng như nói một câu, chúng ta nói là si bụng ta ra bụng người thì nó nghe nó rất là lạ, nhưng si bụng ta, si bụng người ta mà ra bụng mình thì từ cái chính mình nó đi ra thôi chứ có chuyện gì hết. Thì cũng như vậy thì chúng ta không có được cái chánh thân chánh tâm được. Quý vị nghe lạ không? Si bụng ta mà ra bụng mình, si bụng ta ra bụng người, nhưng thì si bụng ta ra chính bụng mình chứ không phải bụng người. Bởi vì chúng ta cứ nghĩ rằng người ta là như thế thì chính tự chính mình là như thế, mình mới suy nghĩ như thế, thì tâm đó chính là không có chánh thân, không có chánh tâm. Rất là tuyệt vời. Còn ở đây thì cũng như thế, để tâm được tâm được ngay thẳng, tâm không nó có bị dao động thì không thể nào có hiển lộ được chánh thân chánh tâm. Cái tâm của mình là tâm ương ý mã mà, nó là hay là khi tâm nó như cái con cá nó quăng lên bờ, nó cứ lưng tưng, nó cứ lăng tăng, thì đó chính là cái tâm bị phóng dật, tâm bị u ám, tâm bị phóng dật. Và thế là chúng ta suy nghĩ, thế là chúng ta làm những cái chuyện sẽ đau khổ cho mình và đau khổ cho người. Hay là chúng ta suy nghĩ đó nó làm cho chính mình không có phương hướng, không có phương hướng định. Mà nếu không có không phương hướng định tốt thì thế là chánh thân chánh tâm nó không khởi sanh được. Một cái phương hướng đã đặt cái phương hướng đúng, cái định vị tốt, cái định đúng, cũng như đó thì chúng ta sẽ đặt cái phương hướng tốt đẹp thì nó sẽ đi đến cái tốt đẹp. Mà đặt cái phương hướng nó sai lầm, nó sai lệch thì chúng ta sẽ sai vô cùng. Thì đó chính là cái điều mà Kính Bạch Thượng Tọa có đôi điều xin trình bày như vậy, để trong cái thời gian Thượng Tọa nghỉ ngơi cũng như soạn cái câu hỏi và tiếp tục. Chúng con bây giờ con kính cung kính Thượng Tọa quay trở lại để tiếp tục chương trình. Nam mô Bụt Tha. Chào tất cả thiền sư tập thiền viện. Sư Nguyên Thông hay Sư Nguyên Thông có ở trước máy không? Nếu Sư Nguyên Thông có mặt trước máy thì Sư Nguyên Thông hoàn nghị trả lời cho cô thảo luận tiếp theo. Sư Nguyên Thông, cái khả năng mà chấp nhận sự thật đó, đối với người tu tập nó quan trọng như thế nào? Xin kính thưa Sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Nam Mô Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ, con tuân lệnh Sư Phụ. Có đáp án cho câu thảo luận số 1 hỏi rằng khả năng chấp nhận sự thật có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với người tu Phật? Kính thưa Sư Phụ, cái khả năng chấp nhận sự thật trên đời này chỉ có hai hạng người. Thứ nhất là cái hạng người có cái dạng gọi là một người quân tử. Và cái hạng người thứ hai là hạng người cao quý nhất là những bậc tướng quả. Chỉ có những bậc chứng quả và những người mà có thái độ mà quân tử, là một thái độ mà đứng đắn của một con người, xứng đáng là con người đó, thì đó là quân tử, tiếng Anh gọi là gentleman. Thì chỉ có những người đó mới có khả năng chấp nhận sự thật đó, là bởi vì cái sự thật đó là cái sắc chá parami mà hồi nãy sư phụ có nói đó, là một cái sự thật của những người giác ngộ, sự thật qua bên kia bờ. Thì chỉ có những người mà có khả năng mà có những cái tố chất đẹp đẽ như là người quân tử chấp nhận cái sự thật và nói lên cái sự thật. Và cái hạng người thứ hai là hạng người cao quý, là những bậc giác ngộ. Kính thưa sư phụ, là những người nào trong đạo tràng này
mà có khả năng nói lên cái sự thật, dầu cái điểm đó là có những điều nó không có tốt đẹp lắm cho mình, nhưng mà có khả năng nói lên sự thật như vậy đó, thì người đó sớm muộn gì cũng trở thành bậc thánh, là vì những người đó có tố chất để công nhận cái sự thật, một cái chân lý đó. Mà cái sắc giá mà nãy sư phụ nói là cái sắc giá parami là cái một sự thật đáng tôn trọng, đáng kính trọng, thì cái điều đó là chỉ có những người quân tử thì có khả năng, và cái những người mà giác ngộ thì khỏi nói rồi, những bậc tu đạo hoàng dầu vô tâm phạm lập phạm đổi không bao giờ mà che giấu. Và đó là những cái điều mà những người tu hành cũng có nghĩ rằng nên là suy nghĩ và cương quyết là theo cái sự thật đó để mà mình nói ra, không có sợ sệt gì, là bởi vì cái đó là một cái sự thật mà che giấu là cái người không có cái tâm tốt đẹp. Cho nên những cái người mà công nhận cái sự thật, nói lên cái sự thật đó là những người cao, những bậc quân tử hay là những người giác ngộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, đó là những tư duy của con. Con xin được trao mai lại cho sư phụ để sư phụ giảng giải thêm những điều mà con nói không đúng, và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sa thú, kính thưa sư Minh Thông, thượng tọa Tư Quyền ấy, thượng tọa có còn nghe được không? Nếu thượng tọa nghe được, thượng tọa hoan hỷ giúp trả lời cho câu thảo luận số 2. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa Tư Quyền, thượng tọa có nghe được không? Chắc là thượng tọa Tư Quyền không còn ở trước máy. Xin được nhờ sư Minh Thông hoan hỷ trở lại. Sư Minh Thông hồi nãy chúng ta có nói cái sự quan trọng khi mà chúng ta nhìn vào sự thật. Nhưng mà theo sư Minh Thông nghĩ thì cái gì là nguyên nhân sâu xa khiến cho chúng ta không muốn đối diện với sự thật? Ví dụ sự thật về vô thường, khổ, vô ngã chẳng hạn, thì chúng ta không muốn đối diện. Cái nguyên nhân gì mà khiến cho chúng ta né tránh, chúng ta ngần ngại? Xin thỉnh sư Minh Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đối với câu thảo luận số 2, cái gì là nguyên nhân khiến thì chúng sanh không muốn đối diện với sự thật? Kính thưa sư phụ, cái câu hỏi này thì có hai cái lý do. Cái lý do quan trọng nhất á, là một người đó đang giữ một cái trách nhiệm quan trọng về an ninh của quốc gia, và không thể trong cái lúc nói chuyện nào đó thì họ nói ra cái quân đội của tôi thế này, vũ khí của tôi thế này, họ không nói điều đó, nhưng mà họ lãng đi, không nói, ai hỏi họ cứ ngậm cầm đi. Là cái gì mà cái có cái niềm mà quan trọng nhất cho đất gia, đất nước, quốc gia hay là sinh mạng của con người? Và cái điều thứ hai là cái người không biết, cho nên là những người vô minh, cho nên là họ nghĩ rằng nói ra vậy là họ xấu xa, thì bởi vì đó là những người không có cái tư cách đáng tôn trọng. Còn đối với những người mà họ biết được những cái điều đó, sự thật đó mà nếu nói ra mà không có gây hại, tổn hại cho mình hay gây tổn hại cho người khác hay gây tổn hại cho những quốc gia gì đó, thì người đó có thể nói ra những cái sự thật đó. Thưa sư phụ, cái điều này, với cái câu hỏi này thì đối với chúng ta trong đạo tràng này là những người tu học, cho nên là con nghĩ là mỗi người đều có cái trí tuệ của mình, cho nên đối với một sự thật đó, nói hay không nói là tùy cái hoàn cảnh đó nói ra có hại hay có lợi. Đức Phật giảng dạy rằng mình nói ra cái điều gì mà có hại cho mình, có hại cho người xung quanh thì không nói ra, mà nói ra điều gì mà có lợi cho mình, có lợi cho người xung quanh thì nói ra. Và tất cả cái điều đó, con nghĩ thưa sư phụ là tất cả quốc Phật tử và tu sĩ trong đạo tràng này đã rõ ràng. Vì vậy cho nên con trình bày như thế. Và con xin thỉnh mời sư phụ trở lại mai để giảng giải thêm những điều mà con nói không đúng và chưa đủ.
Dạ con chân thành tri ân, chư vị đã lắng tai nghe, con thỉnh mời sư phụ trở lại mic. Dạ xin trường sư Nguyên Thông. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa Tây Quyền, thượng tọa có ở trước máy mà nghe được không? Nếu thượng tọa Tây Quyền nghe được, xin thượng tọa còn ghi cho biết. Thưa quý vị, vì hôm nay không có chư vị giảng sư ở trong lớp nhiều đâu, do đó chúng tôi xin được tiếp tục để nói thêm. Và trong trường hợp mà có chư tăng vào thì chúng ta sẽ trở lại với phần thảo luận. Khi nãy chúng tôi có đề cập đến ở trong kinh Tứ Niệm Xứ đó. Khi mà chúng ta đọc vào trong kinh Đại Tứ Niệm Xứ của Trường Bộ hay là kinh Tứ Niệm Xứ của Trung Bộ thì chúng ta sẽ thấy rằng tất cả những Phật môn từng câu một và từng chữ một đều mang những ý nghĩa rất là sâu sắc, chứ không phải Đức Phật Ngài nói cho có nói. Chúng tôi có trích dẫn mời đề của Đức Phật dạy rằng vị tỳ kheo quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Hay là có bản dịch là lấy thân quán thân, lấy thọ thọ, lấy tâm, lấy pháp, quán pháp. Ngài chân cha đó, Ngài có đưa ra một ví dụ là chúng ta nghe mô tả về ông A và B, dù cho người ta mô tả khéo như thế nào cũng không bằng tận mặt chúng ta gặp ông A và bà B. Khi mà chúng ta nói rằng thân là vô thường, tâm là vô thường, thì nghe các vị giảng sư nói như vậy, nghe trong kinh nói như vậy, nhưng mà hành Tứ Niệm Xứ có nghĩa là chúng ta trực tiếp nhìn vào hơi thở, nhìn vào những cái thay đổi của thân như là đi đứng nằm ngồi, nhìn vào cảm thọ như là khổ lạc ưu hỷ xả, nhìn vào nội tâm hoặc tốt hoặc xấu, hoặc có định hoặc không có định, vân vân. Thì muốn biết cái nào thì nhìn vào cái đó, muốn biết thân nhìn vào thân, lấy thân quán thân, chứ không phải là mình lấy này quán cái kia. Ngày hôm nay thưa quý vị, người ta có cái chữ mà trước kia chúng tôi cũng không nghe người ta xài nhiều, đó là cái chữ mặt mộc. Mặt mộc tức là nó khác với mặt trang điểm. Trang điểm ví dụ như một người phụ nữ, họ có cái khuôn mặt trang điểm khi họ đi ra đường, nó khác với khuôn mặt gọi là không có trang điểm ở nhà. Cái khuôn mặt không có trang điểm đó là cái nét thật của mỗi người. Dĩ nhiên ở đây nó không có vấn đề gì tốt hay xấu hết, nhưng mà có những người họ sống với hai khuôn mặt. Một khuôn mặt là có trang điểm, một mặt không có trang điểm. Và từ cái ý nghĩa mà chúng tôi vừa nói như vậy đó, thì ở trong thiền tông đó, có một câu khác. Câu này nó cũng giống như câu mà hồi nãy chúng tôi có nói chuyện kiến tánh thành Phật. Kiến tánh thành Phật tức là thấy rõ cái bản chất để mà giác ngộ, gọi là kiến tánh thành Phật. Nhưng mà còn có câu khác, nghĩa là bản lai diện mục. Dĩ nhiên là người ta giải nghĩa cái chữ bản lai diện mục tức là mình trở về với cái Phật tánh, cái chân tâm, mình trở về cái chân tâm Phật tánh thường hằng, có tường nguyên thủy. Nhưng mà chúng tôi lại nghĩ rằng một cái câu mà nói mình nhìn bản lai diện mục của mình, nếu mình hiểu là mình nhìn vào mặt mộc của chính mình đó, thì nó đúng hơn. Mặt mộc của chính mình tức là cái sự thật mình là ai. Dạ, mình là ai, không có trao chuốt, không có đeo một cái mặt nạ
không có trang điểm và nhìn con người thật của chính mình thì gọi là bản lai diện mục. Dĩ nhiên khi mình nói bản lai diện mục, người ta nói có nhiều người vậy là nhìn vào cái Phật tánh trong sát, trong suốt vào hạn. Nhưng mà riêng đối với Phật, Phật pháp mà, của kinh Tạng Pali thì chỉ nghĩa chữ bản lai diện mục là mình như thế nào thì mình nhận mình là như vậy. À, đây là tham, đây là không tham, đây là sân, đây là không sân, đây là tinh tấn, đây là không tinh tấn, đây là lạc, đây là khổ, đây là bất khổ bất lạc, vân vân. Dạ. Tức là nhìn thẳng vào chính mình. Cái nhìn thẳng đó nó là ý nghĩa của cái mà chúng ta gọi là trực, ở trong cái trực tánh và trực tâm. Bởi vì ngày nay người ta có cái phương tiện di chuyển đó, đôi khi những cái vị mà giám đốc hay là người mà nắm một cái công ty lớn, thường là họ có nhiều cái cơ sở khác nhau. Họ có thể bóc điện thoại lên, hay là họ có thể yêu cầu những nhân viên ở một nơi nào đó gửi cho một bản báo cáo. Nhưng mà cái bản đó nó cũng không bằng, nó cũng không có thay thế được hết cho cái việc mà họ trực tiếp đến thanh tra. Vì vậy những vị mà gọi là sếp lớn hay là những người mà nắm các công ty mà có nhiều chi nhánh, đôi khi rất là cần thiết phải bỏ thì giờ đi đến tận nơi mục đích tận mắt để xem là cái công ty ở tại cái địa phương đó, cái chi nhánh đó được vận hành như thế nào. Hay là chúng ta cũng nghe câu chuyện là ngày xưa có những cái vị vua đi kinh lý cũng giả dạng thường dân. Để đi kinh lý phải đến nơi, phải chứng kiến cái dân tình, phải xem cuộc sống nhân gian thế nào đó, thì mình có được cái nhìn khách quan hơn là nghe báo cáo lại. Chứ tôi có được nghe là được đọc là ở trong các triều đại của Trung Quốc ấy, thì triều đại nhà Thanh mặc dù là ngoại tộc không phải là người Hán, nhưng mà đó là thời kỳ rất là thịnh trị. Lúc đó có thời Trung Quốc rất là giàu, không phải chỉ giàu về kinh tế mà giàu về văn học. Ví dụ chúng ta nó có bộ Khang Hy Tự Yển chẳng hạn. Và trong đời nhà Thanh đó, thì có hai cái vị vua mà gọi là lừng lẫy nhất, thành công nhất, đó là vua Khang Hy và vua Càn Long. Thì hai cái vị vua Càn Long và Khang Hy đó đều có một cái tính là thường đi kinh lý, đi vào trong dân để trực tiếp, để trực tiếp thấy biết, mà do vậy làm những quyết định sáng suốt hơn. Thì thưa quý vị, cái khả năng tiếp xúc với thực tại, dám nhìn vào thực tại, sự thật như thế nào biết như vậy được, đó là một cái thành tựu lớn của chánh niệm. Ở trong cái nhìn của chánh niệm đó, là không có lựa chọn cái nào tốt mình mới nhìn, cái nào xấu không mới nhìn. Ví dụ như là khi mình đi nói chuyện với người khác mà nói những chuyện đó về bản thân của mình thì mình hay chỉ nói gọi là tốt khoe, xấu che. Nhưng mà khi mình hành thiền một mình tâm, mình ghi nhận là không trọng, mình tỉnh táo, mình hơi ghi nhận là tỉnh táo, mình tinh tấn ghi nhận là tỉnh táo, mình tinh tấn mà mình lười biếng ghi nhận là lười biếng. Ở trong cái nhìn của chánh niệm á thì không có cái sự chọn lọc, mà sự thế nào mình ghi nhận như vậy. Và bằng cái nhìn trực tiếp đó đó, nó cho chúng ta được một cái nhìn khách quan. Hồi nãy chúng tôi có nói rằng một cái vị vua mà trị nước chỉ bằng qua những cái bản báo cáo của quan, thì bộ 10 ông quan thì mới có một hai quan khách quan. Đa phần là người ta báo cáo vì họ thương hay ghét. Là nếu một
thường thường những vị vua ngày xưa mà mất nước cho chỉ ngồi ở trong cung đọc những cái từ sớ nhân lên nhà vua rồi đọc đó, thì đôi khi không trực tiếp. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà mình tiếp xúc với thực tại đó, thì cái thực tại đó đó, nếu được chúng ta tiếp xúc trực tiếp thì cái nhìn của chúng ta tương đối khách quan. Thượng tọa Tây Nguyên có thấy thượng tọa có đi ra rồi trở vào, không biết thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa nghe được, xin thượng tọa hoan hỷ trả lời cho một câu thảo luận. Không biết thượng tọa Tây Nguyên có nghe được chưa? Thưa quý vị, lúc này đường truyền ở Việt Nam chỉ tăng có nhiều vấn đề lắm. Thật ra người nào mà chỉ tăng vào mà có thể tham dự được, nó là cũng là một điều rất là đáng quý. Đa phần thì chỉ tăng gặp nhiều cái vấn đề. Khi đầu tôi quyền được xin thỉnh thượng tọa hoan hỷ cho biết. Thật ra chúng tôi có một điều như vậy là, thượng tọa tự quyền nghe được ha, tốt quá. Nếu thượng tọa tự quyền nghe được thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 3. Câu thảo luận số 3 là cái tính trực tiếp đó, nó có lợi ích gì để nhận thức sự thật. Thí dụ như là thay vì phải ra bãi tha ma xác chết, tại sao mình không ngồi ở nhà mình nghĩ đến xác chết, mình phải nhìn xác chết phải tha ma. Xin cái tình sự tỏ tiêu. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Quý vị nghe rõ và cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Chư Tôn Đức Tăng, kính chào đến toàn thể chư quý Phật tử, quý tu nữ. Có thể nói rằng nếu như chúng ta câu hỏi rằng là cái tính cách trực tiếp có lợi ích gì để nhận thức sự thật, chứ cái sự thật của các pháp, mà đặc biệt sự thật của chân đế, sự thật của chân đế, nó cần một cái tâm hết sức là mạnh mẽ, hết sức là trí tuệ, hết sức là sáng suốt, hết sức là ngay thẳng, trong suốt thì mới nhận ra được cái sự thật. Ở đây quả thật không phải vào thiền viện, không phải vào tha ma mộ địa chúng ta mới tu thiền, mà giữa đô thành, giữa các nơi động như thế nào, như tâm chúng ta nó không bị phóng dật, đòi hỏi cái điều đó chỉ hỏi cái cấp độ tâm của chúng ta nó vững vàng, hay cái trực tánh, cái tâm mà trực tiếp, cái trực tánh của chúng ta có đủ khả năng để vững vàng hay không. Chứ còn thí dụ như cái hình thể hình xác này, nó là hình xác của tứ đại, bây giờ nó vô thường, tha ma mộ địa để nhìn thấy những cái xác chết, rồi nó trình nó thối một ngày, hai ngày, ba ngày, mà theo kinh văn Phật dạy như vậy là phải nói để dụ tâm của mình nhìn vào cái tứ đại hợp thành, cái thân ngũ uẩn này nó là như thế, nó đẹp đó ngày hôm nay và nó xấu đó, nó không còn tốt đó, để cho chúng ta nhìn tâm, nhìn cảnh đó, cảnh xấu đó, để khởi sanh lên cái sự nhàm chán, là nó mang cánh trực tiếp. Còn sự thật là nếu như người có được cái tâm mà chúng ta gọi là cái chánh, cái ca giúp chú cái ta, hoặc là chích ta giúp chú cái ta đó, thì chính là nó đã một cái hình thái hết sức là tốt đẹp rồi. Và vì như vậy thì nó dễ chật, nó nhận được cái lý tánh của nó. Bây giờ như là một con người có một trình độ, có một sự hiểu biết một cách vững vàng, thì ở nơi đâu người ta cũng có thể làm việc được. Một người mà hiểu pháp thì một người cũng có thể nói được, 100 người, 1000 người cũng có thể nói được, khi đã có vững vàng, khi đã có vững tâm. Chứ bây giờ có một số người khi mà nói không có người nói không được, hay là ai cái giải chi mà giải có một người, hai người mà giải cái gì, nói cho một người nghe mà có một người, hai người mà chúng ta tổ chức chi một cái pháp tòa, nhưng nói như vậy là chết, nói như vậy là không đúng.
Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái khả năng quản diễn của người này có thể cho một người cũng được, và cho hai người, cho ba người, và cho nhiều người cũng được. Thì chúng tôi ví dụ như vậy, thì nó phải có một cái vững vàng, chính là phải có cái ca yu chú ca ta hoặc chít tu yu chú ca ta. Thì nếu như cái tâm đó mà được hiển lộ lên, thì ở bất cứ nơi nào một người có thể nghe được, thì người ta nói cho một người còn hơn là nói cả ngàn người mà rốt cuộc không có gì hết, không có người nào nghe, không có người nào nắm hết. Và chúng ta nhớ một cái tinh thần. Còn ngược lại thì cái tâm tính của con người đó thì nó cũng có nhiều cái hình thái, nó nhiều cái cấp độ. Những con người đó là cái tuệ căn, hay hoặc là cái lợi căn của họ nó mạnh mẽ. Cái lợi căn của họ nó mạnh mẽ, tức là họ được một cái sự tu tập ở một cách gián tiếp, ở một cách trực tiếp, ở cảnh tế cũng được, mà cảnh thô cũng được. Cảnh tế ở đây có nghĩa là từ trong tâm họ cũng đang nhớ tưởng là những gì mà họ nhìn thấy, những cái gì mà họ đã biết qua. Và họ có thể lấy cái đó, nó là một cái đề mục, nó là một cái sự tu quán của mình. Còn có những người nó có cái độn căn để họ nhìn cái cảnh thật, họ nhìn cái cảnh thô thì họ mới nhận ra. Đây là một cái khả năng tu tập của chúng sinh thôi. Tức là cái trình độ căn tính của mọi người nó khác nhau. Cũng ví dụ như chẳng hạn như ở trong rung Phật Pháp này cũng vậy. Có nhiều người lợi căn và có một số người động căn. Và cái người lợi căn thì nó cũng theo cấp độ của lợi căn. Động căn nó cũng theo cấp độ của động căn. Có những người hay hoặc là hữu trợ, vô trợ, có sự tác động hoặc cái sự không tác động. Và nhiều khi hữu trợ đó mà lại là cái người nó lợi căn. Mà cứ vô trợ đó nếu như động căn thì nó cũng bị cái sự chần chừ, nó cũng bị cái sự không có đầy đủ được tốt đẹp. Thì có thể cái duyên á, nó lạ lắm, không phải lúc nào mà nó cũng được cho ta đầy đủ đâu. Có một số người lợi căn nhưng đều có nhiều khi cũng cần phải nhìn cảnh thô, hay cái cảnh mà bất tỉnh tướng, tâm họ mới khởi sinh nhàm chán, tâm của họ mới khởi thấy sợ hãi, vân vân. Thì đó chính là cái điều mà nếu chúng ta khởi sinh lên được ca với chú của ta và chết với chú của ta, hay hoặc là cái tánh cách trực tiếp, thì có lợi cho cái để nhận được cái sự thật là như vậy. Bởi vì trong cuộc đời này nếu như cái gì cũng dịch trực tiếp thì hiệu quả hơn là gián tiếp. Nếu chúng ta nói trên cái từ trực tiếp này, nói về tâm mà cai, nếu mà nó chánh thân chánh tâm, cai với chú của ta và chết với chú của ta, thì điều đòi hỏi là phải có cái gì. Cái trực tiếp này chính là cái tâm nó ngay thẳng, cái tâm nó chính chắn, cái tâm nó vững vàng và cái tâm nó sáng suốt, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ dễ nhận được cái sự thật. Bởi vì sự thật đã là cần yếu tố như thế thì mới có được, chứ không phải lơ là cái tôi hiểu được rồi, tôi biết được rồi, tôi tu được rồi. Cái điều này thì chúng ta xem chừng chúng ta coi chừng chúng ta đã quá tự tin một cách sai lệch, hay hoặc là chúng ta thật sự chúng ta chưa hiểu biết gì mà chúng ta tự nhận mình là đã được tốt đẹp, đã là được chánh thân chánh tâm, vân vân. Dạ, thì kính bạch thượng tọa, đây là câu trả lời của chính con là vậy. Nếu có điều gì cần phải tốt thì kính bạch thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Cái trường sư tọa Thượng Nguyên, tiếp theo xin hỏi sư Minh Thông một câu rồi sẽ trở lại với sư tọa Thượng Nguyên. Sư Minh Thông ơi, sư Minh Thông có nghe được không? Câu hỏi sư Minh Thông có nghe được không? Có lẽ sư Minh Thông không có mặt ở trước máy. Sư tọa Thượng Nguyên, sư tọa có lại để trả lời câu số 4 được không? Không biết sư tọa Thượng Nguyên có còn đó, có nghe được không? Một lần nữa xin được hỏi sư tọa Tự Quyền, sư tọa có còn ở trước máy không? Như cả hai. Dạ. Sư tọa Tự Quyền thường thường á,
Người ta có cái quan niệm rằng hễ cái người mà thẳng thắn thì là người dễ mất lòng, vì trung ngôn nghịch dĩ hay là thẳng bực tờ đau lòng gỗ chẳng hạn. Còn cái người khéo léo thì là cái người không có thẳng thắn. Mình mới nghe thì có lý, cái người khéo léo không thẳng thắn và người thẳng thắn không khéo léo. Nhưng mà sự thật là có chăng có một người họ là người rất là chánh trực, nhưng mà họ lại có thể là người khéo léo nữa. Mặc dù họ khéo léo nhưng họ vẫn là người chánh trực. Có thể chăng? Xin cứ trình ý kiến của Thượng Tọa. Thưa quý vị, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, quý vị nghe được rõ. Cảm ơn quý vị. Để chúng có kính lễ chia tăng, chúng tôi kính lễ đại chúng quý vị. Thường thường chúng ta có một điều mà chúng ta biết là cái người này rất là khéo léo, người này rất là hay, cho nên vì vậy nó được. Thì kính thưa quý vị, nó được cái gì? Nó được cái lòng người. Mà được cái lòng người cái gì? Nghe cái tiếng dễ nghe, họ đồng ừ chúng ta tốt, họ cũng nói tốt. Chúng ta có xấu, họ cũng nói. Quý vị nghe đó, chúng ta tốt thì họ nói tốt, và chúng ta xấu họ cũng nói tốt, để cho vừa lòng chúng ta. Nó im tai, nhưng sự thật ra nó lại không được cái gì cả. Còn người ta nói thẳng mực tàu mà đau lỗ. Sự thật nói cái là ví dụ thôi, nhưng điều mà cái sự thật con người, nếu như con người mà nói lên sự thật thì con người rất tốt. Dám biết tôn trọng sự thật là con người thật, là con người tốt. Mà thật chính là tốt. Cái gì cũng chấp nhận hết. Rồi xấu cũng chấp nhận, tốt cũng chấp nhận. Thì chính là chúng ta thấy nó rất là, nó rất là để chi? Để mua chuộc lòng người hết chuyện. Thì chúng ta biết chỗ của người này tốt lắm. Chủ nói tất cả, ai nói cũng biết biết đón nhận hết. Không được. Cái gì đúng là đúng, cái gì sai là sai. Mà thường tâm tư con người mình á, bây giờ con người mà bởi vì nhiều khi quý vị biết nó có te tua thê thảm như thế nào, mà khen họ cái là họ chịu. Bởi con người khoái cái bôi trơn cái ngã của họ. Mà chính con người mà bôi trơn có ngã, cái ngã của họ là chúng ta chết. Nếu mà bôi trơn, chấp nhận cho người ta bôi trơn cái nếu người ta mà đi lấy cái tâm, cái lời nói của mình đi bôi trơn cái ngã của họ, họ không có cai với chú của ta rồi. Sự thật chính của người nó không hay. Dĩ nhiên lời nói không phải nịnh nọt, mà đó chính là lời nói ái ngữ. Thẳng mực tàu mà đau lòng ngổ, nói trong cái gì? Nói lên cái lời sự thật bằng cái sự bình tĩnh, bằng cái lời nói hài hòa, bằng cái lời nói nhẹ nhàng, chứ không phải là một câu, không phải là bàn tay sắt bọc nhôm được. Mình nói người ta bằng cách tức là mình ẩn dụ, ví dụ gì đó để người ta quái, cái người ta nghe rốt cuộc người ta hiểu ra thì nó đau đớn. Thì cái lời nói đó cũng không phải là cái lời nói hay, cái lời nói tốt đẹp, cái lời nói ái ngữ, mà theo tinh thần của Phật Pháp. Mà lời nói này đưa đến cái gì? Đưa đến cái sự tốt đẹp, đưa đến cái sự an lạc trong người. Phải nói rằng là có một số người coi như là họ được cả hai, tức là giữ một cái sự chân chánh, giữ một cái lời nói đúng đắn, lời nói sự thật, thì đó đòi hỏi cái tâm của người nó vừa thoát dễ lắm. Quý vị đâu bây giờ quý vị chấp nhận cái lỗi của quý vị đâu. Chúng ta luôn luôn che giấu, giấu hay làm tốt, giấu hay nói chữ, và xấu á thì mới làm đẹp để che những cái làm đẹp đến kia để che những cái xấu. Đó là sự thật. Tại sao mà chúng ta che cái xấu? Bởi vì chúng ta sợ cái xấu. Mà chúng ta biết, thí dụ như rồi mà đến khi trong cuộc đời này, đến khi mà rửa mặt ra rồi nó trở về cái bình thường đó, thì nó cũng vẫn như thế nào. Cái da thì đen, cái da thì đốm, đánh phấn thoa son lên để che khuất lấp đi những cái yếu điểm đó. Nhưng đến khi mà rửa mặt ra rồi thì cũng như thở nào thôi. Thì
thì cái sự làm đẹp chúng ta dùng một cách nhẹ thì vậy thôi, chứ dĩ nhiên là cuộc sống này nó mình xấu tự nhiên đưa cho cái xấu, đưa cái khùng mình đưa cái xấu là chỉ vậy, thì người ta nói rằng mình khùng mình điên, cái đó nó về cái thân. Nhưng còn cái tâm của mình, cái tâm tốt là mình giữ tâm tốt. Chúng ta không có thể để cho người ta, để cho người ta giải quyết cái gì, để người ta đặt định mình được, đặt định mình được, mà mình không có vững vàng, mình không có cái sự vững chắc, mà chúng ta cứ bị đẩy đưa, chúng ta bị lắc lư không được. Thì người ta nói như vậy là con người chúng ta không có nhận thức, không có nào. Nói chung tất cả là rồi con nói con người mình khéo léo, cái khéo léo này nó khác hơn là cái chánh tâm. Nên cái khéo léo tức là người chánh trực thường không có khéo léo, hay là người khéo léo không có có chánh trực thẳng thắn. Cái câu nói này chúng ta đặt định như vậy bởi vì cuối cùng tại sao như vậy, tại vì con người không có tôn trọng sự thật. Đây cái điều buồn là con người không có nhận lý chân, không có chấp nhận cái xấu của mình và cái xấu của người thân mình. Thì cũng vậy đó, bây giờ thí dụ như một cái người mà người ta đẹp, mà mình nói vậy là lời nói sự thật, nó đẹp cái gì cũng da bao bọc hết trơn, chứ có gì nó máu mũi, cứ như là cái da này nó bao bọc thì máu mũ rồi có máu mũ coi như 32 thể trược, coi như là tóc lông móng răng da thịt xương vân vân, còn ba cái đó nó dơ dáy, nó nhơ nhớp. Chúng ta nói như vậy là đúng, nhưng không có khéo léo nó đúng thời thì nói như vậy được. Thì chúng ta nên lúc nào đó chúng ta nên nhìn cho họ biết, và cũng như Phật khéo léo ngày đưa cho một cái khăn lau đi, lau cái mặt đi cho mình đẹp ha, dở ra một cái dơ, thì đó chính là cái hành động khéo léo của chính ngài. Cái sự khéo léo đó là nói lên cái sự thật, cái tâm cái thân của mình nó dơ. Còn cái thắng mực tàu mà đau lòng gỗ thì không được. Có những cái bạn bè, bởi vì cho nên mấy bạn bè tốt, hay là quý vị nhớ thấy chưa, Phật dạy có kinh rất là hay là được người trí mà chỉ lỗi như chỉ chỗ chôn vàng. Nhưng điều người ta đâu có chấp nhận cái vàng đó, mà người ta muốn cái vàng giả. Bây giờ người ta xấu mình khen người ta đẹp, trời ta cũng nở lỗ mũi à. Còn mình mà xấu á, người ta nói xấu tự nhiên mình buồn. Ôi trời. Nhưng điều mà chúng ta bình tâm bình tĩnh, hãy bình tâm lại đi. Ba điều bốn chuyện cái tự cho mình là hay, tự cho mình là cao thượng, tự cho mình là chân chánh. Mình tu được có mấy ngày mấy tháng cái tự nhiên về cái đứng người ta thấy người ta lại cái mình tưởng là mình ông trời ông thánh rồi, vân vân. Nó rất là kỳ. Nhưng những cái lời nói nhiều khi người ta nói ra đó, rất là nhẹ nhàng, rất là còn chưa nói nữa. Đó là cái lời nói mà họ cứ như là ở đời thì kêu là lợi khẩu đó quý vị. Cái lời nói lợi khẩu nữa. Cho nên lại càng là một vấn đề phải nói hết sức là rất rối. Cho nên người chính trực là người không khéo léo phải không? Người chánh trực là người đạt được cái chánh trực đó, thì người rất là khéo léo mới đạt được cái chánh trực. Mà con người khéo léo thì không thể, cái con người mà khéo léo thì không có thể thắng được, vân vân, thì không thẳng thắng được. Có những con người cái khéo léo này, tùy cái khéo léo hay là cái tâm ý của mình đó, nó có cái gì, nó có cái đặt cái tâm lý hay không để mục đích mà để mua chuộc lòng người, mục đích để cho người nghe thấy hay thì là thua. Đó, bây giờ này cũng như bây giờ đó, vô học vi diệu pháp nó rất là khó nghe. Rồi cái chúng ta nói học sư căng thẳng quá, cái ông sư này ông giảng cái gì mà không nghe gì hết trơn, không giảng dở mà không nghe gì hết trơn. Còn người ta giảng lâu lâu người ta nói ở đây là vi diệu pháp, mà người ta nói không có phải là vi diệu pháp, mà người ta đóng cái mặt với diệu pháp. Người ta giảng trên trời dưới nước vậy, ta lá lung tung hết trơn. Thì chúng ta coi, ừ, vậy là hay mà. Ông này ông rất là khéo, ông vận dụng, ông giảng phải nói là lý Phật nghe đã dễ sợ, nó hay dễ sợ.
nhưng sự thật giá trị của chân lý bao đời vẫn là chân lý. Thường thường chúng tôi lên pháp sư lên, vị pháp sư nào giảng mà kính văn nhiều, nội vị nghe thấy chán là quý vị biết đó là nội công thâm hậu. Còn vị nào mà giảng mà vỗ tay cười ngã nghiêng ngã ngửa luôn, quý vị biết đó là phi pháp. Nhiều đa phần là phi pháp, phi cái tư cách của vị sa môn tịnh luôn. Bởi vì vị pháp sư ngồi tòa giảng pháp Như Lai chứ phải đi cả khất cái cùng đến những người kịch nghệ để mua lòng khán giả. Rồi chưa nói là ca là hát, mượn lời ca tiếng hát này để chuyển tải đạo. Trời ơi, nói câu nghe thấy khủng khiếp. Từ lý biện pháp vô ngại giải Patisampida một cách đầy đủ mà chúng ta không vận dụng nổi. Rồi chúng ta mượn cái lý đời mà chúng ta áp chế đặt định cái đạo vô, chúng ta là một đại tội. Vị pháp sư đã không xứng đáng là một vị pháp sư ngồi tòa nữa. Dạ. Bởi vì quý vị biết là thí dụ như là cái sự thật là cái gì? Người ta dở từng căn kinh bối dịp để mà thuyết, để mà giảng, để có cái y kinh y lý như thị ngã văn là như vậy. Dạ. Chứ còn bây giờ mình phải nói rằng rất là mệt. Thì như vậy thì chúng ta nghe nó kinh văn như vậy đó chúng ta nghe không được. Phải không nào? Thì chúng ta kinh văn đó chúng ta coi chứ là ủa sao cái này nó thẳng mực tạo đưa ra chúng ta không hiểu. Chúng ta không hiểu thì chúng ta học, chúng ta mới hiểu. Vì pháp nó khó nhưng chúng ta chịu học đi thì rồi nó sẽ hiểu được. Không hiểu được nhiều lý cao xa nhưng chúng ta cũng đã nhận chân một phần nào. Từng cái trẻ, từng ly từng tí, từng tí từng tí từng tí từng tí từng tí ra. Bởi vì nó thấy cái sự tâm túy, mới gọi cái pháp Phật đó, nó mới cao tâm, pháp Phật mới đặc biệt. Nhưng cũng vẫn là có thể chúng ta hiểu được do chúng ta có cái gì, có cái quyết tâm thì nó được. Yeah. Còn bây giờ, bởi cho nên vì vậy chúng ta phải nhớ rằng một điều hết sức là căn bản chính là tâm tư của chúng sinh phải có một cái ca giúp chúng ta, hay là phải có một cái chánh trực được. Cái chánh trực đó chính là cái giá trị tu tập. Cái chánh trực đó chính là một sự khéo léo vô cùng to lớn. Còn cái con người nói là khác. Cái con người nói là nói ở cấp độ, tức là mượn trên một cái tâm mà để mà yếu đuối cái tâm mà của con người phải nhờ, phải giàn trải, hay là phải tác động, phải hỗ trợ như vậy, hay là phải mua chuộc như vậy, thì đó là không có đúng Phật Pháp. Kính bạch thượng tọa, đây chính là cái điều con suy nghĩ nói như vậy. Nếu có đi gì cần tốt thì kính công tính thượng tọa Nam Mô Bổn Thầy. Sa tu, thưa tôi chủ quyền nhân thượng tọa đang nói về điều này đó, thì lão quá khỉ trả lời thêm một điều là khi Phật ngài dạy chúng ta nói đó, thì ngài dạy chúng ta nên nói theo năm cái chuẩn mực, tức là nói lời hòa nhã. Hòa nhã tức là không nói là thô tháo, hay là nói ái ngữ hòa nhã, nói phải đúng thời, nói có lợi ích, nói với tâm từ và nói đúng sự thật. Thì tôi có nghĩ rằng khi mà Đức Phật đưa năm cái chủng này đó, thì nó bao gồm cả cái lời nói khéo léo và lời nói chân thật không? Tại vì có nhiều người họ nói rằng cái người mà chân thật đó thì lời nói nó không có khéo, nó dễ làm mất lòng, mà cái người khéo léo thường không chân thật. Nhưng mà với năm điều mà Đức Phật đưa ra đó, chúng ta có thể gom chung lại được không? Tức là vừa chân thật mà vừa khéo léo. Xin thỉnh ý kiến của sư tọa. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, dạ, quý vị nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Kính lễ chư tăng, chúng tôi chào toàn thể đại chúng. Có thể xác định rõ, nếu như thực hiện năm như cái lời nói như Đức Phật là nói lời ái ngữ, nói đúng thời, nói có lợi ích, nói với tâm từ, nó đúng với sự thật, phải chăng cả hai là sự khéo léo và sự thật chính xác như thế? Chúng ta nhiều khi cái ái ngữ của chúng ta đó, cái lời nói nhẹ nhàng của chúng ta đó, là nó bằng cái tâm nó nhẹ nhàng, chứ không có cái tâm mình nó khó chịu mà mình nói đãi cái từ đãi cái ngữ. Dạ thưa chú, dạ thưa anh, khi mình nói như vậy, thưa quý vị, vân vân,
một cái nói đó, nó nhẹ nhàng, còn cái lời nói kia có nghĩa là có một sự sợ hãi, có một cái sự suy tính, thôi mình phải có nói như thế này mà nói như thế nè, nọ vân vân. Như hồi nãy chúng tôi nói đúng thời, mình không thế mà thuyết pháp giảng đạo, tự nhiên mà giảng đi tới cái làng chài mình nói không, quý vị đừng có sát sanh nghe, quý vị sát sanh là quý vị sẽ bị đọa địa ngục, quý vị sát sanh là quý vị tội chết à nhé. Rồi cái lợi cái chỗ mà ca hát cái nó, đừng quý vị đừng có ca hát như vậy, mới mốt là quý vị tội lỗi chết, quý vị sanh thành những cái loại mà ma mà để ca để hát, vân vân. Rồi quý vị đến cái chỗ mà thí dụ như là coi như là cái chỗ mà người ta làm cá làm chài, cái như là làm những cái thịt sống mà chúng ta nấu như thế này những thứ kia, nó không phù hợp. Rồi chính cái tâm của chúng ta nó không có kiểm soát được cái thời gian, cái lợi cho chúng ta nói ra, dẫu cho cái lời nói đó là cái lời nói thật, nhưng khi mà nó không đúng thời thì nó không thật, nó quả là nó nguy hiểm. Người ta nói một câu rất là một lời nói tốt á, nó là một thang thuốc bổ. Nói đúng chỗ nó thì nó là thang thuốc bổ, mà nói không đúng chỗ nó lỗ 10 thang. Người ta nói như thế nào có nghĩa rằng nó bị phản tác dụng. Cái lời nói mà ái ngữ không phải là cái lời nói mua chuộc. Cái lời nói đúng thời là phải nói đúng với cái hoàn cảnh, những gì chúng người đó làm ở nơi đó. Và nó có lợi ích, cái lời nói này họ nghe được lợi ích trong hiện tại của chính họ, và nói với cái từ tâm. Khi mà nói với cái từ tâm, thể hiện cái từ tâm ra, thì kính thưa quý vị, cái sự từ tâm này nó bao gồm tất cả những cái sự khéo léo rất là lớn luôn mới thể hiện được cái từ tâm. Và chính đó là cái lời nói thật. Cái lời nói thật thì nếu như mà cái lời nói mà ái ngữ, mà ái ngữ mà nhẹ nhàng, mà đãi giọng hay là có cái ý đồ, thì nó không còn cái giá trị thật nữa. Mà dẫu cho họ nói đúng thời, họ không đúng sự thật, nhưng họ nói đúng thời, họ cũng được một mặt đó, nhưng nó không toàn vẹn. Và cái lợi đó, lời nói đó chẳng qua là mua chuộc lòng người, cái lợi ích của họ, lợi ích cho chính họ, chứ không phải lợi ích cho người đó biết cách sửa chữa, biết cách tu tập, biết cách được tốt đẹp. Và thí dụ như quý vị biết là nó đam mê, nhiều khi nó đam mê game, những người con, những người đệ tử nó đam mê game quá. Bây giờ chúng ta khuyên nhủ như thế nào? Đây là cái sự thật. Họ nó không có chấp nhận cái sự thật được, bởi vì nó đam mê quá. Mà nếu như chúng ta bỏ, chúng ta lấy đi, chẳng hạn như cái máy cell phone hay là những dụng cụ computer để cho nó không chơi nữa, thì cái điều đó thì chúng ta cho rằng nó là đúng không? Chưa chắc. Rồi là chúng ta để cho nó lún lún sâu cũng chết. Thì ở đây quả thật thì chúng ta nên cho lúc, cho thời, cái thời nào chúng ta nên cho, cái thời nào không nên cho, và biết cho nó dừng lại, và nó đúng. Và với cái từ tâm thì từ từ mới hướng dẫn nó ra. Và còn cái điều mà quý vị biết là còn không đâu có được, cũng như là ở những cái chỗ mà nó cai nghiện, nó có chuyện cai game nữa quý vị nhá, là họ vẫn cho chơi, nhưng chơi lúc nào họ tìm cách, tức là họ hướng dẫn cho họ như thế này thế kia, thì đó chính là với cái từ tâm của chính mình để đưa cái tâm nó được tốt. Thì phải nói cái sự khéo léo này, đây chính là cái sự khéo léo do chúng ta được cái từ tâm, chúng ta mới thể hiện cái khéo léo. Và cái từ tâm có sự khéo léo và đúng đắn trên cái giá trị chân thật, thì những lời dạy của Phật, chẳng hạn như là lời nó ái ngữ, nó đúng thời, nó có lợi ích nói với từ tâm. Đây là năm yếu tố này, là lý sống, là lẽ sống trong con người tu. Còn ngoài đó là nó đã thể hiện cái sự khéo léo rồi, nó đã thể hiện đầy đủ cái sự chân thật rồi. Còn như chân như thật đó, còn người ta có nhận được hay không là tùy ở cái duyên phước của chính họ, cái duyên nghiệp, cái duyên phước của chính họ.
Cho nên vì vậy rất là quan trọng, rất là đặc biệt. Chứ không phải nhiều khi mình nói đúng mà họ cũng nghe. Nhiều khi đừng có nói khéo léo, nói sự thật luôn, họ cũng chẳng nghe luôn. Là phải nói họ thiếu cái duyên phước đấy nhiều rồi. Và kính bạch thượng tọa, đây chính là những cái điều mà đó là chính cái sự suy nghĩ của chính con là vậy. Nếu quý vị cầu bố túc thực kính cùng thỉnh thượng tọa Nam Mô Bổn Thầy. Sa thủ kính thưa thượng tọa Tề Quyền. Thưa Phật tử, như lời của thượng tọa Tề Quyền vừa đề cập đến, chúng ta cũng nên coi lại trong cái quan điểm thưởng thức. Ở trong quan điểm bình thường, chúng ta hay thường nói rằng một cái người mà khéo léo thì thâm độc, còn cái người mà nói thẳng á, thấy vậy mà tốt. Dạ, nói thẳng thấy vậy mà tốt. Nhưng mà thật sự nó không phải vậy. Người ta hay nói là người có khẩu xà thì tâm Phật, nhưng mà có nhiều khi khẩu xà và tâm cũng là cái tâm cũng là cũng rắn độc luôn chứ không phải người được khẩu xà cũng tâm Phật. Và ở trong kinh mà chúng ta học nhất kinh Tạng Pali thì có cái nói chung là người ta nói cái người nào mà nói giỏi thì làm không giỏi, nhưng mà thật sự nó có cả bốn hàng người luôn. Tức là có khi trời gầm mà không mưa, khi mưa không gầm, khi trời gầm vừa mưa, không mưa không gầm. Tức là có những người nói và làm, có những người làm không nói, có những người vừa nói vừa làm, có người không làm không nói, có cả bốn, không phải chỉ có một trường hợp. Thì chúng ta muốn hay có cái thành kiến là những người mà ái ngữ, những người nói hòa nhã đó thường là những người nham hiểm. Không hẳn như vậy, có những người họ rất là tốt và lời nói không có hòa nhã, chứ không phải ai nói lời hòa nhã cũng là người có thâm hiểm hết. Và có những người họ nói rất thẳng, nhưng người tính họ cũng ác, không phải là người nói tính tính mà lời nói mà thô tháo á, lại là cái người trực tính, không phải vậy. Dạ. Chúng tôi muốn nói thêm một điểm là khi mà chúng ta hành thiền quán á, hành tiếng niệm xứ, thì cái khả năng mà nhìn vào sự thật, ít có biện hộ, ít có bào chữa, ít có trao chuốt, thì nó sẽ giúp chúng ta nhiều hơn. Dạ, người đó có lợi thế để nhìn vào sự thật. Chúng tôi có nói nhiều lần ở trong lớp học này đó, là trên đường mà đi vào Wat Nanachat và Wat Nong Phapong đó, thì chúng tôi luôn luôn thấy có cái chữ, một hàng chữ Ngài Chân Cha mà họ viết, rồi họ cắm dọc theo đường đi đó. Đó là điều quan trọng. Không phải là có những ý tưởng cao siêu hay là mình phải hành động như một bậc thánh, mà là sự thật như thế nào thì biết như vậy. Dạ, mình sự thật thế nào thì chấp nhận như vậy. Chúng ta thường mong rằng mình phải cao siêu, mình phải giỏi, mình phải là con người thánh thiện. Nhưng mà điều này nó thường dẫn chúng ta đến một cái sự việc là chúng ta cố gắng lấp liếm, cao chút. Trong lúc mà một người hành tứ niệm xứ thì sự thật như thế nào biết như vậy. Dạ, ví dụ như sáng nay mình thức dậy mình quể oải, biết là mình quể oải. Tối nay mình đi ngủ cái tâm mình đang bực bội ai đó, thì mình sẽ lặng lặng mình nhìn vào sự bực bội của mình. Dạ. Cái khả năng mà lặng lặng nhìn với chính mình mà không cần phải biện hộ là tôi giận là vì có lý do chánh đáng, hay là tôi vậy cho thấy vậy tôi không có xấu, tôi thế này thế kia, thì cái đó không phải là cái nhìn của chánh niệm. Chánh niệm không cần để chánh niệm chỉ là lặng lặng nhìn những cái trạng thái tham vô tham, sân vô sân, si vô si sanh khởi ở chính bản thân của mình. Và cái khả năng mình ra sao nhận như vậy đó là một ở trong những cái giá trị rất là cao của chánh niệm.
sự thật như thế nào, biết gì nhận nó như vậy, yatha putam hay là như nhiên, nó là như vậy đó, như vậy mình nhận như vậy. Và chúng ta thường dễ thấy cái sự bản chất thật của người khác hơn là bản chất của chính mình. Vì người thì sáng, vì người thì vì mình thì quán, vì người thì chuyện người thấy rõ lắm, chuyện mình thấy rõ. Nên nếu chúng ta trong cuộc tu tập đó, mà có một thái độ trực tiếp, thái độ trực tiếp có nghĩa là không cần phải nhồi nặng, không cần phải nghe lại, không cần phải có nhìn bằng thành kiến, bằng định kiến, mà nhìn thẳng. Khi mà chúng ta nói nhìn thẳng tức là nó qua định kiến, qua thành kiến. Đây là một trong những cái điểm mà tương đối rất là khó, mà nó cũng là một cái điểm gặp gỡ giữa Phật học và khoa học. Bây giờ đó thưa quý vị, khi mà chúng ta học về khoa học được, thì cái yếu tố mà gọi là quan sát tự nhiên, quan sát cái bản chất tự nhiên, nó là một yếu tố cần. Một cái nhà khoa học nghiên cứu sự việc trong phòng lab đó, không cần phải ca tụng, phải tung hô ở đâu mà nó có ca tụng nhiều quá đó, thì ở đó có vấn đề. Quý vị thấy, chúng ta thấy ở đâu mà có người ca tụng nhiều quá có vấn đề. Những cái nơi mà tương đối là lab hay là những cái nơi mà nghiên cứu, những nơi mà có trình độ trí thức thật sự đó, nhiều lắm là người ta khen một câu hai câu, chứ người ta không cần phải lúc nào cũng ca tụng. Ca tụng quá coi chừng có vấn đề đó. Tại vì sao vậy? Tại vì hãy trả sự thật về với sự thật. Đơn giản như vậy thôi. Sự thật là sự thật. Nếu mà chúng ta ngồi xuống và lặng lặng nhìn hơi thở vô, hơi thở ra, mà mình biết đây là hơi thở vô, biết là thở ra, biết thở vô, rồi một thời gian chúng ta quen dần và nó rõ, chúng tôi biết là hơi thở vô dài hay là ngắn, hơi thở ra dài hay là ngắn, rồi chúng ta càng lúc càng tinh tế hơn với hơi thở của mình, càng lúc càng bén nhạy hơn với hơi thở của mình, hay hoặc giả là càng lúc càng có cái nhìn bền bỉ hơn đối với những cái chuyển biến của thân tâm. Ví dụ như đi, biết đi, đứng, biết đứng, ngồi, biết ngồi, nằm, biết nằm. Và lúc đang đi và muốn đứng lại thì cũng biết rõ. Cái đó là cái mà chúng ta sống gần với thực tại. Vì vậy, ở một phương diện nào đó thì chánh niệm nó đơn thuần chỉ là một sự quan sát, mà không có can thiệp vào, không có phê phán. Con người chúng ta thường hay phê phán, chứ chúng ta không chịu quan sát. Mà quý vị thấy rằng ai mà nhận định nhiều, phê phán nhiều, thì người đó càng nghèo nàn về khả năng quan sát. Ở đây phải là thành kiến, nhưng sự thật là như vậy. Người Việt Nam của chúng ta đó, thì cái gì cũng có ý kiến hết. Cái gì cũng hoặc là đã phá hoặc là tung hô. Nhưng mà vấn đề nó không phải nằm ở chỗ đã phá tung hô đâu, mà vấn đề là chúng ta chịu khó lặng lặng nhìn. Cái khả năng mà lặng lặng nhìn thường đó đòi hỏi một người mà càng tỉnh táo, càng yên lặng. Bởi chúng tôi hay dùng chữ lặng lặng mà nhìn, đó là cái nhìn của chánh niệm. Thật ra với một vị hành giả tu thiền tiến niệm xứ đó, ngay cả cái ý niệm là mình phải là một người tu hành tinh tấn, hay mình phải thế này, phải thế kia, mình sẽ làm thế này, sẽ làm thế kia, nó cũng không quan trọng. Nó không quan trọng đâu. Nó không quan trọng đó. Mình bữa nay mình tu tốt quá, hay là mình có những cái ý tưởng hay quá, không có quan trọng. Mà cái quan trọng là tâm có tham, biết tâm có tham. Tâm có sân, biết tâm có sân. Tâm vô tham, biết tâm vô tham. Tâm vô sân, biết tâm vô sân. Nhất là đối với tâm trần cái. Tâm trần cái, biết nó, thấy nó, chấp nhận nó là một cái
một cái điều rất là tác dụng của chánh niệm. Tức là tưởng tượng như vậy là nếu trong người chúng ta đang ganh tị, mà nói tôi không có ganh tị đâu, tôi không có ganh tị, mình chối bỏ điều đó đó, thì thưa quý vị, chúng ta mất đi một cơ hội ngàn vàng. Tại vì sao? Với một người mà tâm ganh tị, thí dụ như mình là ca sĩ, mà mình nghe, mình ngồi trong bàn nghe người khác khen một ca sĩ khác, mà mình không có đố kỵ, thì chỉ quá tốt. Nhưng mà mình đố, mà lúc đó mình có thể tự nhận ra biết rằng, ở trong tâm của mình, giờ quý vị có nghe được không? Giờ quý vị nghe được không? Dạ. Chúng ta chỉ muốn nói là khi nói tới chữ trực tánh, trực tâm đó, thì chúng ta nhớ là trong tứ niệm xứ cũng có câu là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Nghe người ta nói không bằng nhìn trực tiếp. Càng nhìn trực tiếp, chúng ta càng khách quan. Càng nhìn trực tiếp, càng bớt định kiến. Và càng nhìn trực tiếp, thì chúng ta càng về lãnh hội sự thật. Đó là phải điều chúng tôi muốn chia sẻ trong chương trình hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay tại đây. Kính Triên Chi Tổng Đức đã vào room để chia sẻ đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy Giáo. Dạ, con xin điện khuyết các chư chúng hôm nay. Dạ, hôm nay chúng con được chuẩn bị rất nhiều vấn đề. Dạ, dạ, cảm ơn đạo tràng Cưng Kỳ Ân Sư cho con biết được tín hiệu. Bây giờ thì con cũng xin bạch trước là nếu Đại Đức Đại Tri để được kinh kết thúc thì con thỉnh sư. Tại vì cái máy hồng nhật của con bây giờ nó vẫn không vào anh thoát được luôn. Dạ, dạ, con rất là luôn buộc. Dạ, con cũng thỉnh sự ạ. Sa thú lành thai. Con, Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung. Chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dặc chúng con tiến bước trên hành trình tu tập. Hậu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ốp, sư ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giáo. Con kính tri ân quý ngài, Nhật Huỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, con không biết Đại Đức Thầy Tri có để nhạc kinh được không, bạch sư? Dạ, con kính nhân bích đến sư ạ. Dạ, con kính tri ân quý ngài, Nhật Huỳnh Kapapangiriyam mangkaye na vajamana sadidase sukatang katang.
Con xin hồi hướng phước lành là cảm cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiền thiện quá ban tròn phần phước duyên cầu xin một pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận gió thương thiện nhà nhà an thương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành phúng hòa vị nhân tu sa phang su mang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti hon tu ni ron ta rang o tu sa phang su mang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa tha ma lu pa ve na so ti hon tu ni ron ta rang o tu sa phang su mang ga lang ga khan tu sa Phật đi qua tam pháp sanh ca lu ba ve na so ti hồn du ye lo ta rằng thiện công đức đã làm kiến kiến làm giải thoát để từ và chúng sanh đồng niệm thành chánh giác.